Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 1 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, chúc lành là dấu chỉ sự gần gũi của giáo hội. Vatican, sáng ngày 26 tháng 1, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin tham dự Đại hội Toàn thể Thường niên tại Vatican, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh rằng, việc chúc lành không chính thức cho một cặp đồng tính hoặc chưa kết hôn không phải là chúc lành cho sự kết hợp của họ, mà là một dấu hiệu cho thấy sự gần gũi của giáo hội công giáo đối với họ và hy vọng rằng họ sẽ lớn lên trong đức tin. Trong bài nói chuyện, trong khi tập trung vào các cuộc thảo luận của Bộ Giáo lý Đức tin về các bí tích, phẩm giá con người và đức tin, đặc biệt là tầm quan trọng của việc truyền giáo, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tài liệu Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành đã được Bộ công bố hôm 18 tháng 12. Đức Thánh Cha nói, mục đích của các chúc lành mục vụ và tự phát là thể hiện một cách cụ thể sự gần gũi của Chúa và giáo hội đối với tất cả những ai khi thấy mình ở trong những hoàn cảnh khác nhau xin được giúp đỡ để tiếp tục, đôi khi là để bắt đầu một hành trình đức tin. Đề tài đầu tiên trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha là về các bí tích. Ngài nói, các bí tích nuôi dưỡng và làm cho đời sống của giáo hội phát triển, do đó đòi hỏi các thừa tác viên phải có sự quan tâm đặc biệt. Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy yêu thương và trân trọng vẻ đẹp, cũng như sức mạnh cứu độ của các bí tích. Về đề tài phẩm giá, Đức Thánh Cha cho biết, Bộ Giáo lý Đức tin đang làm việc về tài liệu có chủ đề này. Ngài hy vọng rằng tài liệu sẽ giúp chúng ta, với tư cách là một giáo hội, luôn gần gũi với tất cả những người trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, đấu tranh và đích thân trả giá để bảo vệ quyền lợi của những người không được quan tâm. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về chủ đề đức tin và nhận định, chúng ta không thể che giấu sự thật rằng ở nhiều khu vực rộng lớn trên hành tinh, đức tin, như Đức Biển Đức 16 đã nói, không còn là điều kiện tiên quyết hiển nhiên cho cuộc sống. Ngài lưu ý về việc đức tin thường bị phủ nhận, bị chế nhạo, bị gạt ra bên ngoài lề và bị chế giễu. Do đó, việc loan báo và truyền đạt đức tin trong thế giới ngày nay phải để ý đến một số yếu tố. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng đã chỉ rõ rằng các nền văn hóa đô thị mới với nhiều thách thức nhưng cũng đặt ra những câu hỏi chưa từng có về ý nghĩa, nhu cầu về việc hoán cải truyền giáo trong các cơ cấu của giáo hội và cuối cùng, tính trung tâm của kerygma, tức lời loan báo trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đây là điều cần được Bộ Giáo lý Đức tin trợ giúp. Đức Thánh Cha Francisco tiếp các đại sứ của Hội Hiệp sĩ Malta. Vatican tiếp các đại sứ của Hội Hiệp sĩ Malta vào sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 1. Đức Thánh Cha nhắc họ về sứ vụ của hội là bảo vệ đức tin và quý trọng người nghèo. Do đó, hoạt động của hội phải làm chứng cho tình yêu Chúa đối với người nghèo. Đức Thánh Cha cũng nhắc họ về tầm quan trọng của việc liên kết với Tòa Thánh vì lợi ích chung của giáo hội và xã hội. Hội Hiệp sĩ Malta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, được thành lập từ gần 1.000 năm, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 113 nước trên thế giới và với 33 tổ chức quốc tế. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo, và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ Malta hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó, chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới. Trong đó, có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực bác ái và y tế. Ngỏ lời với các đại sứ của Hội Hiệp sĩ Malta, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại điều được nêu trong Hiến pháp, bảo vệ đức tin và quý trọng người nghèo. Khi phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Giê-xu, Ngài nhắc nhở họ yêu kính Chúa nơi những người nghèo với sự khiêm tốn, không khoa trương và phô trương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, khi chúng ta đến gần những người hèn mọn nhất, những người bệnh tật, đau khổ,
Chúng ta nhớ rằng những gì chúng ta làm là dấu chỉ lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, công việc của anh chị em không chỉ mang tính nhân đạo, giống như công việc đáng khen của nhiều tổ chức khác. Nó là một hành động tôn giáo, tôn vinh Thiên Chúa khi phục vụ những người yếu đuối nhất và minh chứng cho lòng yêu mến của Chúa dành cho họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng hoạt động ngoại giao của các đại sứ của Hội Hiệp sĩ Manta phải luôn được xem xét dưới góc độ của một dòng tu. Do đó, nếu hội không có mục đích làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với những người nghèo khó, thì những việc được một dòng tu thực hiện sẽ không còn ý nghĩa gì. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Hội Hiệp sĩ Manta là một hội được Tòa Thánh phê chuẩn dưới quyền của Tòa Thánh như một công cụ hoạt động tông đồ. Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập mối quan hệ cộng tác hiệu quả giữa đại diện ngoại giao của hội và đại diện của Đức Thánh Cha trong một hành động chung vì lợi ích của giáo hội và xã hội. Tương tự như vậy, mối liên kết của hội với Đức Giáo Hoàng không phải là sự hạn chế quyền tự do của hội, mà là quyền giám hộ được thể hiện qua mối quan tâm của Thánh Phêrô nhằm đạt được lợi ích lớn nhất của hội, như đã xảy ra nhiều lần ngay cả khi có sự can thiệp trực tiếp vào những thời điểm khó khăn. Đức Thánh Cha gặp 7.000 thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích thêm sức của Tổng giáo phận Paris và thân nhân. Vatican gặp gỡ khoảng 7.000 thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích thêm sức của Tổng giáo phận Paris và thân nhân của các em và các giáo lý viên. Đức Thánh Cha mời gọi họ làm chứng rằng ở bên Chúa Giêsu thật tốt đẹp biết bao và người yêu thương chúng ta biết bao. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng bí tích thêm sức xác nhận hồng ân và sự dấn thân của bí tích rửa tội. Ngài mời gọi mọi người nhớ và mừng ngày rửa tội của mình, bởi vì đó là ngày rất quan trọng. Ngài giải thích thêm, ngày đó chúng ta được sinh ra trong đời sống Kitô giáo, đời sống trong Chúa Giêsu, một đời sống tồn tại mãi mãi và vĩnh cửu. Khi đó chúng ta bước vào đại gia đình giáo hội và Chúa Thánh Thần đến sống trong chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta đã nhận được di sản lớn nhất, đó là thiên đàng. Còn nhờ bí tích thêm sức, Đức Thánh Cha nói, những ơn chúng ta được lãnh nhận được củng cố, trước hết là nhờ ơn Chúa Thánh Thần đấng đổi mới chúng ta bằng những hồng ân của Người. Sau đó là nhờ giáo hội, khi bị thác cho chúng ta nhiệm vụ loan báo Chúa Giêsu và tin mừng của Người. Và cuối cùng là bởi chính chúng ta, những người chấp nhận sứ mạng này như một cam kết cá nhân, với tư cách là những người đóng vai chính, chứ không phải là tư cách khán giả. Và Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Carlo Acutis, thiếu niên qua đời vào năm 2006 khi mới 15 tuổi, nhưng trong cuộc đời đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp. Acutis rất say mê Chúa Giêsu và vì rất giỏi trong việc sử dụng Internet, nên cậu đã sử dụng nó để phục vụ tin mừng, truyền bá tình yêu cầu nguyện, chứng tá đức tin và bác ái cho người khác. Acutis đã sống ba điều quan trọng, đó là cầu nguyện, làm chứng tá và bác ái. Cậu dành nhiều thời gian với Chúa Giêsu, đặc biệt trong thánh lễ mà cậu tham dự hàng ngày, và cầu nguyện trước nhà tạm thánh thể, rồi công bố điều đó với mọi người bằng lời nói và cử chỉ yêu thương, rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha nói với các thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích thêm sức. Hỡi các bạn nam nữ, khi ngày thêm sức đến gần, Cha đề nghị các con hãy làm như vậy. Hãy đến với Chúa Giêsu, gặp Người và nói với mọi người rằng thật tuyệt vời khi được ở bên Người, vì Người yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta. Thật vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta. Hãy tiếp tục rao lớn thông điệp này với mọi người, không chỉ bằng lời nói, mà trên hết bằng những cử chỉ yêu thương, giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người cần được giúp đỡ nhất. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Nolite Timere. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp 300 thành viên Hiệp hội Nolite Timere nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân hoạt động vì nụ cười và vì tương lai của trẻ thơ, những nạn nhân của chiến tranh. Hiệp hội Nolite Timere được thiết lập bởi Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, khi đó làm sứ thần tòa thánh tại Rwanda, và cha Tommaso Cuciniello nhằm hỗ trợ các trẻ em mồ côi của trung tâm thành phố thanh niên Nazareth,
nạn nhân của nạn diệt chủng khủng khiếp gây ra ở Rwanda vào năm 1994. Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hiệp hội, Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu của Hiệp hội: "Chúng tôi mang lại hy vọng để bắt đầu lại", và nói rằng công việc của các thành viên chào đón hàng trăm trẻ em mồ côi và nhận con nuôi từ xa để cung cấp phương tiện sinh sống, giáo dục học đường và tôn giáo là một điều rất tốt đẹp. Đức Thánh Cha đề cập đến biểu tượng của trung tâm đón tiếp các trẻ mồ côi, một cái giỏ của người Rwanda. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, trong một thế giới mà ngày càng có nhiều bức tường và chia rẽ giữa con người và các dân tộc, lòng bác ái không có rào cản, như lịch sử của anh chị em đã chứng tỏ. Thực tế, nhờ sự đóng góp của nhiều người, thành viên, tình nguyện viên và nhà hảo tâm, trong 1/4 thế kỷ qua, anh chị em đã cùng nhau làm việc vì trẻ em, với tinh thần cởi mở và tình yêu vô điều kiện, hiệp nhất bởi mong muốn chung là mang lại cho các em nụ cười và niềm hy vọng tương lai. Chúng ta hãy nhớ rằng, chiến tranh và vũ khí lấy đi nụ cười và tương lai của trẻ em, điều này thật bi thảm. Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Hiệp hội trong tinh thần liên đới các thành viên, tạo cơ hội cho tình bạn, mang lại sức sống cho những tương quan bền vững. Nhờ đó, mạng lưới tình thương được tạo ra vượt qua hoàn cảnh hiện tại, vượt qua những khác biệt về tuổi tác, quốc tịch, văn hóa và điều kiện xã hội. Điều này cho thấy rằng, làm tình nguyện viên không chỉ là cung cấp một dịch vụ hay đóng góp kinh tế, nhưng đó là một lựa chọn làm cho chúng ta mở ra với nhu cầu của người khác, là những nghệ nhân của lòng thương xót. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện để bạo lực và xung đột trên thế giới có thể chấm dứt, để trẻ em không phải tiếp tục đau khổ. Đức Thánh Cha tiếp tục an ủi thiếu nữ Bồ Đào Nha mắc bệnh hiểm nghèo. Vatican, ngày 26 tháng 1, qua một video, Đức Thánh Cha an ủi và khích lệ Edna, thiếu nữ 18 tuổi người Bồ Đào Nha đang mắc bệnh hiểm nghèo, người đã được Đức Thánh Cha gửi thư nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 năm ngoái. Edna mắc bệnh hiểm nghèo và ý thức mình sẽ sớm được gặp Chúa. Dịp Đại hội Giới Trẻ cô đã ghi danh nhưng không thể tham dự. Vì thế, cô viết thư cho Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn này. Đức Thánh Cha đã trả lời thư cho cô qua một video. Trong đó, Ngài lặp lại lời cảm ơn 6 lần vì những gì Edna đang thể hiện. Đó là sự dịu dàng và bình an trong tâm hồn. Hôm thứ Sáu, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Acmerico Manuel Alves Aguia, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến Edna qua video. Edna, cha nhớ con. Cha nhớ rằng con đã dâng tất cả căn bệnh của con và đau khổ của con cho ngày giới trẻ. Cảm ơn con vì điều này. Cảm ơn con đã tiếp tục chiến đấu và hãy tiếp tục như thế. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho rất nhiều bạn trẻ đang cần sức mạnh để tiếp tục bước đi. Đừng quên rằng con là một trong những trụ cột của ngày giới trẻ. Xin Chúa chúc lành cho con. Xin Đức Mẹ gìn giữ con và đừng quên cầu nguyện cho cha. Chào con. Trong video, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến cụ bà Maria da Conceição Brito Mendonca, 107 tuổi. Cụ sinh vào ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Dịp thăm Bồ Đào Nha, cụ bà đã gặp Đức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần Lisbon và tặng ngài một sâu chuỗi mần côi. Đức Thánh Cha nói, bà thật mạnh mẽ, hãy tiếp tục như thế, đừng giảm tốc độ và hãy tiếp tục cầu nguyện với kinh mần côi, nâng đỡ giáo hội bằng lời cầu nguyện và niềm vui. Sau đó, Đức Hồng Y Aguia còn xin Đức Thánh Cha gửi lời chào đến những người trẻ đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Bồ Đào Nha và những người đang chuẩn bị cho đại hội tiếp theo ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Thánh Cha nói, người ta nói với cha rằng những người trẻ phải được khiêu khích, nếu không các con sẽ ngủ yên. Các con không được ngủ yên. Panama, Lisbon, Seoul, đối với các con là một cuộc hành trình để lại nhiều thú vị trong cuộc sống, để lại điều gì đó các con đã thực hiện. Người ta có thể nói rằng, một người trẻ đã đi qua đây và đã để lại dấu vết. Hãy suy tư một chút về điều này. Tôi đã để lại dấu vết gì trong cuộc sống? Hãy tiến lên và đừng nản lòng. Tổng giáo phận Seoul bắt đầu chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027. Seoul, với mục đích chuẩn bị sẵn sàng cho một trải nghiệm của giới trẻ thực sự mang tính biến đổi đối với đời sống của họ. Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận Seoul cho biết,
họ đã thành lập một nhóm nghiên cứu sơ bộ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2027. Seoul đang chuẩn bị tổ chức sự kiện toàn cầu vào năm 2027. Các cuộc gặp gỡ sơ bộ ở các giáo phận với chính quyền địa phương đang được tiến hành để lên kế hoạch cho không gian tập hợp và đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối với giáo hội địa phương, bên cạnh những khía cạnh kỹ thuật và hậu cần, thì khía cạnh mục vụ là quan trọng nhất, với mong muốn đảm bảo tất cả Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ là một trải nghiệm tâm linh sâu sắc và mang lại tác động tuyệt vời cho những người trẻ tham gia. Nhóm nghiên cứu gồm 40 thành viên, quy tụ các linh mục, tu sĩ và những người trẻ. Mỗi người sẽ đưa ra những sáng kiến đóng góp đặc biệt của mình, sau đó sẽ tổng hợp lại để xác định các chiều kích tâm linh, đào tạo và kinh nghiệm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027. Jupiter Jujungjang, thư ký điều hành của ban tổ chức cho biết, nhóm sẽ có những phiên gặp gỡ theo lịch từ tháng 2 đến tháng 6. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là thời điểm quan trọng để bắt đầu các cuộc thảo luận và đào sâu nhằm phác họa con đường mục vụ giới trẻ và thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo. Đó là một chuẩn bị theo phong cách thượng hội đồng. Cha nói, bằng cách tập hợp những người thuộc mọi hoàn cảnh, độ tuổi, kinh nghiệm khác nhau, chúng tôi muốn tạo ra và thúc đẩy một không gian để suy tư và hợp tác tinh thần sâu sắc. Các quan điểm và chuyên môn đa dạng trong nhóm nghiên cứu sơ bộ sẽ làm phong phú thêm công tác chuẩn bị của chúng tôi, nhằm đảm bảo rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Seoul trở thành một trải nghiệm mang tính biến đổi, một thời gian hoán cải và nội tâm hóa tin mừng cho tất cả những người tham gia. Cha khẳng định đây sẽ là một phòng thí nghiệm của các ý tưởng, một nơi lắng nghe và trao đổi, một trung tâm tổ chức để điều phối các đặc sụng khác nhau và biến Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 thành một sáng kiến thực sự cho công cuộc loan báo tin mừng. Ngay sau khi Seoul được xác định là thành phố đăng cai Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027, Tổng giáo phận đã thành lập ban tổ chức địa phương, cơ quan chịu trách nhiệm điều phối và lên kế hoạch cho sự kiện giới trẻ. Ủy ban bao gồm các thành viên của văn phòng mục vụ, văn phòng kế hoạch và ban thư ký quỹ để phụ trách các khía cạnh hành chính. Giáo hội địa phương đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực nhằm đặt nền móng cho một Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầy ý nghĩa và có tác động thông qua việc loan báo tin mừng trên bình diện hiện sinh cho cuộc sống của giới trẻ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Gianfranco Chitti, từ tướng lãnh thành thầy dòng. Kính thưa quý vị thính giả, hôm 24 tháng 1 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố 6 sắc lệnh liên quan đến án phong hiển thánh và chân phước. Qua đó, giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh, một chân phước sẽ được tôn phong, và 4 vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng và trở thành các vị đáng kính. Trong đó, đặc biệt có cha Gianfranco Chitti, một cựu tướng lãnh của Ý, đã từ bỏ binh nghiệp để trở thành một tu sĩ dòng Cappuccino theo tinh thần của Thánh Francisco khó khăn. Một ngày nọ trong năm 1978, dư luận ở Ý ngỡ ngàng trước tin thiếu tướng Gianfranco Chitti, chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan ở thành phố Viterbo, cách Roma 80 cây số về hướng bắc, giả từ binh nghiệp và gia nhập dòng Cappuccino. Gianfranco Chitti sinh năm 1921 tại tỉnh Novara, Bắc Ý. Và năm lên 15 tuổi, Gianfranco gia nhập trường thiếu sinh quân ở Milano. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu trường sĩ quan bộ binh ở Modena với cấp bậc thiếu úy. Trong thời Thế chiến thứ hai, Gianfranco trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp và lần lượt được gửi tới các mặt trận khác nhau. Trong đó có mặt trận ở Nga, chỉ huy một đại đội với hơn 200 người. Gianfranco bị thương vì mảnh đạn ở lưng, làm cho ông cơ cực suốt đời. Khi bị thương,
Các bác sĩ đề nghị cưa một chân, nhưng ông từ chối vì không muốn bỏ rơi các binh sĩ thuộc quyền. Và sau đó, ông đã phục hồi việc sử dụng chân. Trong cuộc rút lui của quân Ý khỏi Nga, Gianfranco Chitti đã cứu nhiều binh sĩ khỏi chết vì những người này kiệt sức, chỉ muốn dừng lại bên đường chờ chết. Ông hết sức khuyến khích và thúc giục họ tiếp tục bước đi thay vì nằm đó để tử thần bắt đi. Ông Gianfranco cũng ghi lại trong hồi ký: "Khi thấy thi thể của những người đồng ngũ của tôi, tự nhiên tôi quỳ xuống và hôn họ, vì họ chết do lỗi của những người khác, vì họ đã bị tước khỏi gia đình họ để đi tới một nơi xa xăm để chết. Tôi thấy nơi họ hình ảnh của đấng cứu thế, vì chiến tranh là hậu quả của tội lỗi trên thế giới." Chính phủ của Cộng hòa xã hội Ý do nhà độc tài phát xít Mussolini lãnh đạo, bị lật đổ cùng với sự thất trận của Đức Quốc xã. Sau ngày 25 tháng 4 năm 1945, trong tư cách là cựu chiến binh của chế độ cũ, Trung úy Gianfranco Chitti lần lượt bị giam trong hai trại ở Contano và Laterina do quân đồng minh Mỹ-Anh thiết lập. Trong các trại giam cầm ấy, Gianfranco dần dần ý thức hơn về chiều kích cứu độ của đau khổ được sống trong sự kết hợp với Chúa Kitô. Năm 1946, khi Ủy ban Thanh lọc thấy ông Gianfranco đã tôn trọng các lời tuyên thệ của một sĩ quan và đã cứu sống nhiều thường dân, quân kháng chiến cũng như các gia đình người Do Thái, nên đã quyết định trả tự do cho ông. Về sau, cha Flavio Ubaldi, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Gianfranco Chitti cho biết: "Chính trong những năm dưới thời Cộng hòa xã hội Ý, nhờ cấp bậc sĩ quan, Chitti đã có thể cứu thoát được hàng trăm người, ngăn cản các vụ càn quét và chống lại việc phá hủy nhiều làng mạc." Năm 1944, để cứu khoảng 200 kháng chiến quân khỏi bị xử bắn, Trung úy Gianfranco Chitti đã nghĩ ra một khóa học đặc biệt với mục đích tuyển mộ họ vào đại đội pháo binh rồi cho họ trở về nhà. Ngoài ra, tên của Chitti cũng được ghi trong sách những người công chính thuộc hội đường Do Thái ở Torino vì đã cứu thoát một số gia đình Do Thái. Sau khi được trả tự do, Gianfranco Chitti được tái gia nhập quân đội Ý và được gửi sang Somali bên Phi Châu, phục vụ trong một sứ vụ của Liên Hiệp Quốc, rồi dần được thăng cấp và giao phó các nhiệm vụ khác nhau. Năm 1971, khi được 50 tuổi, ông Chitti, bấy giờ là đại tá, được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Viterbo. Nhiều thế hệ được đào tạo tại đây và họ còn nhớ kỷ luật nghiêm minh nhưng cũng đầy bác ái cũng như lòng sùng kính của ông đối với Đức Mẹ Ân Phúc ở Pesaro. Năm 1978, khi được 57 tuổi, ông được thăng thiếu tướng và giả từ binh nghiệp. Cựu thiếu tướng Gianfranco Chitti đã xin vào nhà tập của dòng Cappuccino ở thành phố Rieti, cách Roma khoảng 110 cây số về hướng đông bắc. Vài tháng sau khi vào nhà tập, thầy Gianfranco Chitti đã được cha bề trên dòng cho phép trả lời một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican. Thầy cho biết về nguyên nhân thúc đẩy mình đi tu như sau: "Sau khi tham gia mặt trận bên Nga rồi trở về Ý với cấp bậc trung úy, lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếng gọi của Chúa, và tiếng gọi ấy còn vang vọng trong tâm hồn tôi nhiều lần nữa. Tôi cảm động và muốn hiến toàn thân để phụng sự Chúa. Nhưng rồi, vì lý do gia đình, bây giờ tôi còn mẹ già đơn độc và đau yếu. Và cũng vì tôi vẫn còn mê đời quân ngũ, nên tôi tự nhủ: đợi xem, ý tưởng đi tu chắc rồi sẽ qua đi. Vì đây quả là một ý tưởng điên rồ. Tôi cũng nghĩ rằng nếu mình tiếp tục đời binh nghiệp thì cũng chẳng có gì là xấu. Cứ cố gắng sống như một giáo dân tốt trong địa vị mà Chúa đặt định cho mình là được rồi. Nhưng có điều là tiếng Chúa vẫn gọi không tắt lịm trong tâm hồn tôi và không để tôi an tâm nếu tôi không đáp lại tiếng gọi ấy. Bây giờ tôi phó thác cho Đức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp đỡ tôi trong việc đáp lại tiếng Chúa, và tôi đã đến ở tập viện này. Bây giờ tôi tràn ngập vui mừng và quyết định tiến bước trên con đường này như một chiến sĩ dũng cảm cho đến cùng. Chúa ban cho tôi mỗi ngày những điều mà tôi không bao giờ tưởng được.
Người đã ban cho tôi một gia đình dòng tu huynh đệ, với sự hiện diện của các tập sinh trẻ trung, làm cho tôi cảm thấy trẻ trung như họ. Chúa làm cho bao nhiêu người thân yêu vẫn nhớ đến tôi, và niềm nhớ nhung này thúc đẩy họ lặn lội tới tu viện Thánh Mauro này. Để rồi, họ ra về trong an bình và hạnh phúc, vì nơi họ sinh sống, họ không cảm thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa. Mặc dù ý thức sự yếu đuối của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể dâng hiến cho Chúa trọn thời gian còn lại của đời tôi để làm chứng nhân cho danh Chúa. Khi vào dòng Cappuccino, Gianfranco Chitti chỉ mong làm thầy trợ sĩ khiêm hạ để phụng sự Chúa cho hết những chuỗi ngày còn lại. Nhưng các bề trên đã quyết định để thầy Chitti tiếp tục học triết và thần học để tiến lên chức linh mục. Và thầy được thụ phong ngày 12 tháng 9 năm 1982 khi được 61 tuổi. Tân linh mục từ nay được gọi là cha Gianfranco Maria da Ginese. Cha đi nhiều nơi ở Ý để thuyết giảng và làm linh hướng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2000, cha Chitti nói: "Ban sáng, khi cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống, tôi cũng cảm tạ Chúa đã ban cho tôi làm quân nhân với nhiệm vụ không phải là để bắn như nhiều người nghĩ, nhưng nhất định là nhiệm vụ giáo dục, là bảo vệ hòa bình, luật pháp và công lý." Cha Gianfranco Chitti qua đời tại quân y viện Celio Roma ngày 20 tháng 11 năm 2004 do hậu quả của một tai nạn lưu thông, hưởng thọ 83 tuổi và được an táng tại làng quê ở tỉnh Pesaro trong nhà nguyện của gia đình. Thi hài cha được mặc quân phục dưới áo dòng Cappuccino. Ngày 13 tháng 4 năm 2015, án phong chân phước cho cha Gianfranco được đức cha Benedetto Tuscia, giám mục giáo phận Oviedo khởi sự. Sau khi được phép của Bộ Phong Thánh cho chuyển thẩm quyền từ tòa giám quản Roma nơi cha qua đời. Sau gần 4 năm điều tra, ngày 30 tháng 3 năm 2019, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận được cử hành với thánh lễ do đức cha Tuscia chủ sự tại nhà thờ chính tòa giáo phận Oviedo. Và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Chỉ sau gần 5 năm xét, ngày 25 tháng 1 vừa qua, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh rằng vị tôi tớ Chúa Gianfranco Chitti đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Giai đoạn kế tiếp là cần một phép lạ được chứng thực để cha Chitti có thể được giáo hội tôn vinh trên bàn thờ. Nhiều chứng từ của cha Gianfranco Chitti hoặc được viết về cha đã được phổ biến trong thời gian qua. Trong đó có hai cuốn sách được nhà xuất bản Ares ấn hành. Thứ nhất là cuốn Tướng lãnh được Thiên Chúa tuyển dụng, In generale arruolato da Dio, 352 trang. Đây là cuốn tiểu sử vị tôi tớ Chúa. Tác giả là ông Vincenzo Ruggero Manca, nguyên là trung tướng không quân rồi làm thượng nghị sĩ, học trò của ông Chitti trong thời ông dạy học tại Salento. Năm 2021 là năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của ông Gianfranco Chitti. Các cựu học viên trường hạ sĩ quan Viterbo viết: "Năm 2021, kỷ niệm sinh nhật thứ 100 chỉ huy trưởng Chitti của chúng tôi. Một vĩ nhân đã đánh dấu cuộc sống của chúng tôi. Các giáo huấn của cha như một ngọn đèn pha trong đêm tối. Nhiều người trong chúng tôi đang theo dõi án phong chân phước của cha. Hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh. Chúng tôi cầu mong án này sẽ được Đức Giáo Hoàng Francisco lưu ý." Không có ai như chúng tôi, các sinh viên trường hạ sĩ quan Viterbo, những người trẻ mới cai sữa sau tuổi thiếu niên, tất cả đều mơ ước tìm kiếm con đường đúng đắn để theo đuổi, đã có thể đón nhận sự chân thật của đại nhân này. Một vị chỉ huy trưởng như một người cha hướng dẫn, khích lệ và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi như con của Ngài, Ngài đã đặt mọi hy vọng được thấy chúng tôi vững mạnh, chắc chắn và trung thành với Tổ quốc. Tất cả chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn cha, những giáo huấn của cha còn sống trong chúng tôi, để phổ biến những cử chỉ, niềm tin và tư tưởng của cha như một vị thánh."
từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Cải Lương của tác giả Đăng Khoa, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Xe bon bon lăn bánh trên con đường nhựa vắng lì. Nhiệt độ nóng bức của Sài Gòn đã tới đỉnh điểm. Hai bên đường không có chút bóng mát. Những căn nhà cao tầng cứ thay nhau mọc lên tua tủa. Chợt xa xa vẳng lên tiếng đờn cổ, nghe tích tịch tình tan, thật tha thiết. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Kèm theo đó là một tiếng vỗ tay tán thưởng. Nam cố tình chạy xe thật chậm để nghe cho rõ từng điệu đờn và từng điệu hát. Trời ơi, Cải Lương kìa, lâu lắm rồi. Câu cải lương như dòng nước mát tắm cho tâm hồn Nam giữa cái nóng nảy và khó chịu trưa hè. Nam, đi coi cải lương với ngoại không? Chú bé tầm 7 tuổi háo hức khi nghe ngoại rủ đi coi cải lương. Biết phải làm gì, chú bé chạy ra hàng ba lượm hai viên gạch ống, sẵn đưa tay cầm theo cây quạt giấy chạy theo ngoại. Điểm đến là nhà chú Năm cuối xóm. Còn chú Năm làm việc ở Sài Gòn nên có tiền mua cho chú cái vô tuyến trắng đen. Biết bà con trong xóm ai cũng mê cải lương nên tới giờ nhà đài phát cải lương, chú Năm dời vô tuyến ra trước hàng ba cho mọi người cùng coi miễn phí. Rồi, đợi thằng con tôi đem cái bình về ngang bà con. Hôm qua gửi đi sạc, bữa nay lấy hơi trễ, bà con thông cảm. Lót hai viên gạch, bà cháu ngồi bệt xuống sân, tay phe phẩy quạt cho đỡ nóng. Hóng cải lương, bà con nói chuyện ỏm tỏi cả sân nhà chú Năm. Tầm 10 phút sau, con trai chú Năm về tới, tay cầm chiếc bình sạc, kẹp hai chốt vô bình sạc. Dài tia sọc chạy lên xuống liên tục trên màn hình, thì thoảng lại chuyển qua toàn hột mẹ và hột é. Chú Năm lấy tay chỉnh hai cây anten qua lại thì vô tuyến phát hình. Đập ngay vô mắt cảnh bà trưng trắc tế sống thi sách trong tuồng, tiếng trống mê linh. Nhân vật trưng trắc vô câu giọng cổ ngọt như mía lùi. Nhưng hỡi ơi, chí tan vọng nay chưa kịp thỏa, mà đường âm dương cách trở, lành lạnh án mây. Bà con đã kéo theo chữ cuối cùng, sầu. Rất trúng nhịp cô nghệ sĩ trong vô tuyến đang ca. Cả sân vỗ tay rần rần hoan hô vì cô trưng trắc hát quá mùi mẫn. Tới đoạn thi sách báo mộng về đáp lời vợ, ngoại tôi kéo ống quần lên chùi khóe mắt, miệng vừa lém bém nhai trầu vừa nói: trời ơi, đi làm chi cho chết, tức quá. Nhìn một vòng xung quanh, nhiều người cũng ngậm ngùi, không thua gì ngoại. Ôi, mày tắt giùm tao mấy cái thứ ẻo lả ấy ngay đi. Đứa bạn cùng phòng trọ vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa kêu Nam tắt chương trình phát thanh cải lương buổi trưa. Cậu bạn nói tiếp: đi học mệt cả buổi sáng, về mày còn hành tao, sao chịu nổi. Nam ậm ừ bực bội trước lời nói của bạn, trả lời lại: nhưng cải lương hay mà,
dưới quê hay nghe, để ngủ đó còn gì. Cậu bạn đứng lên tiến nhanh tới cái điện thoại đang mở cải lương, có lẽ định giật hoặc tắt, hoặc tệ hơn là đập bể cái thứ ẻo lả cho đỡ phiền phức. Nam nhanh tay hơn, chạy tới ôm điện thoại kề kề bên mình. Từ hôm đó, mỗi lần cậu nghe cải lương thì cắm dây nghe vào rồi thưởng thức một mình. Riêng cậu bạn chẳng nói gì nữa. Riêng Nam vẫn hạnh phúc khi được nghe lại những gì rất quê hương. Xa quê đi học, Nam vẫn luôn có những thao thức tìm lại chính nguồn cội, nơi mà cậu được sinh ra. Đối với cậu, cải lương là một trong những nét nguồn cội ấy. Nhiều hôm, đi đâu giữa phố nghe tiếng cải lương, Nam vuốt theo câu hát, y như ngày còn đi học đi coi cải lương với ngoại, khiến cậu vui nức lòng. Nhất là khi vuốt đúng tông đờn và chữ cuối, cậu vừa lái xe, vừa cười khoái chí, tự khen mình cũng bảnh chứ bộ. Alo, ngoại ơi, ngoại khỏe không? Bên đầu dây, bà trả lời với giọng run run. Ờ, vẫn khỏe lắm, chỉ già rồi, tay chân hơi yếu. Nam hỏi, ngoại chịu khó lấy dầu nóng bóp tay chân nha. Cấp này trời lạnh xương cốt dễ tê cứng và đau nhức lắm. Ờ, ngoại biết rồi. Mà con khỏe không? Chất giọng miền Tây Nam Bộ đặc sệt của ngoại vẫn luôn gợi nhắc nhớ Nam về quê nhà và những gì thuộc về nó. Ngoại ơi, ngoại có còn coi cải lương không? Trời, sao bỏ được con? Hiền lắm, tối nào cũng coi. Ngoại ca một khúc cho con nghe đi. Bên đầu dây bên kia, nghe tiếng ngoại tằng hắng cho trong giọng, rồi ngoại run run giọng. Công mẹ sanh con dí bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến, mới sánh được với lòng mẹ thương con, vốn không tận không cùng. Ngoại mới ca tới chữ cuối thì Nam rớt nước mắt lã chả, nhưng cố nén để ngoại không nhận ra qua điện thoại. Nghe được không Đa? Hay lắm Đa. Ngoại ơi, sao mày mê cải lương dữ vậy? Nghe chắn òm, có gì hay mà nghe? Câu hỏi của người bạn cùng phòng khiến Nam thầm cảm ơn trời đã cho mình được sinh ra trong một không khí quê hương tuyệt vời, nơi có những con người dễ thương, dòng sông thơ mộng, hàng dừa nghiêng soi dưới bóng nước, và cả những tình cảm thiêng liêng mà chẳng thể nào diễn tả bằng lời được. Cậu mê cải lương vì đó là cái hồn dân tộc trong con người mình. Nghe cải lương là nghe chính bộc bạch của tâm hồn quê hương. Mà điều đó có gì đáng xấu hổ? Đúng là những điệu nhạc chán òm, nhiều người diễn tả như những tiếng tụng kinh lê thê vô tận. Nhiều khi người ta nghe để dễ ngủ, nhưng Nam không nghe với những tâm trạng vô tình như thế. Điệu vui, điệu buồn đang xen trong chính những lời ca và điệu bộ. Tiếng nỉ non của người vợ chờ chồng, tiếng đứa con cất lên khi thấy đời mình không còn cha mẹ, tiếng con sáo than vãn thay cho những người phụ nữ khóc thương đời mình, lời ca ngợi quê hương đất nước,
và những cả điệu lý, điệu hò quen thuộc mà đứa trẻ nào cũng được nghe hồi nấm. Nghe bằng những nỗi lòng trải dọc theo những lời ca tiếng hát thì cải lương không nhàm chán và khó hiểu, vì nó gắn liền với hồn thiêng của cả vùng miền và đặc trưng riêng của nơi ấy. Vì thế, có những người không thích cải lương cũng là chuyện không đáng trách, nhưng cần được cảm thông và giải thích nhiều hơn. Bởi lẽ cải lương ẩn chứa bên trong chúng những triết lý và cảm thức nội tâm sâu sắc, nhưng lại được khái quát hóa qua những gì rất dung dị và gần gũi. Tại nó ăn vô máu tao rồi, mày có biết cái cảm giác thiêng liêng của thứ gì đó trong dòng máu thớ thịt không? Nam trả lời đứa bạn cùng trong phòng xúc động, vì cậu bạn vừa nhắc lại nỗi nhớ nhà của Nam. Thì đứa bạn ậm ờ trước lời giải thích của Nam. Giáo sư giảng dạy môn văn hóa Việt Nam tổ chức cho cả lớp tận mắt đến sân khấu cải lương. Trời ơi, cái thứ quỷ ấy mà nghe cái gì trời? Có người còn nói trước: tao đem theo tấm che mắt, vừa nghe vừa ngủ cho sướng. Với ngoại coi cải lương với những gian ghế lịch sử ra sao. Đêm hôm ấy có nhiều tác phẩm hay được trình diễn khá công phu, nhưng Nam thích nhất bài tân cổ Buồn Câu Quê Ngoại. Quê ngoại tôi ở mãi trong đồng sâu, quê ngoại có rất nhiều câu, có rất nhiều trầu. Quê ngoại tôi cũng nhiều mũi mắt, cũng nhiều đĩa dắt. Hay có câu khác: buồn nào hơn buồn đi xa xứ, nhớ nào bằng nhớ tổ tiên. Tôi ra đi khi quê ngoại vẫn còn vui, thủa hàng cam còn sai trái, có bờ chuối xanh cao bên mấy nọc trầu vàng. Có bóng ngoại tôi đầu bạc như bông đang lùm khùm trồng hành, miệng rầy chó, mắng mèo, chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ không phải ghét đâu, tính hịch hạt nhưng thương con, cưng cháu. Bóng hình kia in sâu vào tâm não, cho đến trọn đời tôi không thể mờ phai. Giữa sân khấu rộng lớn và đèn điện chói lòa, nghệ sĩ mặc trang phục diễn sặc sỡ, người xem đông đúc, nhắm nghiền mắt lại chợt Nam thấy khoảng sân nhỏ xíu của chú Nam, thấy bà cháu ngồi trên hai viên gạch, thấy ngoại phe phẩy quạt cho mình, thấy ngoại kéo ống quần chùi nước mắt, cảm làn gió chiều thổi mơn man da thịt. Nhớ, nhớ lắm. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.